Xin chào quý vị các bạn, nối tiếp series giới thiệu các linh kiện các dịch vụ tại Di động Cao cấp .vn. Hôm nay Di động Cao cấp .vn giới thiệu các bạn video thay mới cụm cáp chân sạc của điện thoại HTC 626 tại Di động Cao cấp .vn. Trên hình các bạn thể thấy đây là chân sạc của điện thoại HTC 626. Khi khách hàng gặp lỗi sự cố liên quan chân sạc của HTC 626, quý khách hàng vui lòng truy cập website www.didongcaocap.vn hoặc gọi điện thoại đường dây nóng 04 66 750 99 để tư vấn hướng dẫn cụ thể. Một lần nữa, Di động Cao cấp .vn xin cảm ơn quý vị các bạn đã xem video giới thiệu về chân sạc HTC 626 chính hãng tại Di động Cao cấp .vn.